皆さんこんにちは。今日も一層に元気でやっていきましょう。ズー先生、今日の授業の内容は難しいですか？楽勝、楽勝、楽勝だって。楽勝。Trong clip này thì chúng ta cùng nhau học về tên các quốc gia trên trái đất. Về căn bản chúng ta có 4 cách hỏi khi gặp một người ngoại quốc. Ông đi sang Nhật thì ông chủ yếu là bị người ta hỏi chứ. Ai hỏi ông mà ông cứ phải đặt nhỉ? Cách hỏi thứ nhất, anh là người quốc tịch nào vậy? Okuni wa dochira desu ka? Okuni wa dochira desu ka? Cách hỏi thứ hai, anh sinh ra ở đâu vậy?ご出身はどちらですか？ご出身はどちらですか？Cách hỏi thứ ba là anh từ đâu đến vậy? どこから来ましたか？どこから来ましたか？ Cuối cùng, cách hỏi thứ tư là anh từ đâu đến vậy ạ? Đúng không? Chúng ta thêm chữ ạ vào đấy. どこから来られましたか？どこから来られましたか？Ở đây, 来られました là kính ngữ của 来ました。Cách trả lời rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ việc nói tên đất nước của mình thôi. Ví dụ, ベトナムです。Hay là, 日本です。フランスです。Hay là, イギリスです。Và xin mời các bạn theo dõi đoạn video clip ngắn sau đây. やめにしない？ちょっとね、あんまりチリよしないよね、日本語。レジタイギリス人いったっけ？カナダ人、イタリア人。いかなかった？イタリア人、イギリスだよ。南極、南極、オーストラリア人、ポルトガル人、ニュージーランド人、ウクライナ人、シンガポール人、ウクライナ行ったよ。ウクライナ行ったよ俺が。バングラデシュ人、シンガポール人、ガーナ人、マレーシア人、ケニア人、オランダ人、ペルー人、スウェーデン人、チェコスロバキア人、デンマーク人、南米、スイス人、フィンランド人、これ言ったか、ウガンダ人、エジプト人、シリア人、アルゼンチン人、アルゼンチン人、チリ人、チリ人、コロンビア人、ギリシャ人、メキシコ人、南アフリカ共和国人、マダガスカル人、ツバル人、意外とさ、インド人、ツバル、インド人、サモア人、フィジー人、トンガ人、コートジボワール人、ブラジル人。Bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Chúc các bạn có những ngày tháng vui vẻ bên người yêu của mình. Đó chính là tiếng Nhật.